Hello, xin chào tất cả mọi người. Công trình hôm qua hai anh em làm. Bên này dễ, hồ cá bự nha. Bên đây là giải hồ cá nhỏ, còn bên đây là giải hồ chuẩn bị sẵn. Lên cái bắt đầu mình thả vô đây, bắt lên cái mình thả vô đây, thả đây cái mình tắm rửa, cái mình thay nước tắm rửa, bắt đầu mình phân ra luôn hai loại.